Mr.X xin chào các anh chị và các bạn à, Trong video bài học này thì Mr.X sẽ nói một chủ đề và vô cùng gây tranh cãi Và có lẽ để tránh việc các anh chị và các bạn mắng hoặc không đồng tình với Mr.X Thì Mr.X sẽ chỉ nên đưa ra một số lý do và không bình luận À vâng, vậy thì bài học này sẽ là bài học gì? Chủ đề của bài học này là nếu vợ hoặc chồng của bạn ngoại tình Thì bạn nên làm gì? tôi nhắc lại nếu vợ hoặc chồng của bạn ngoại tình thì bạn nên làm gì thì có lẽ là thông thường thì các anh chị cũng biết rồi đúng không có việc gì mà phải nghĩ đi đánh ghen xé quần xé áo rồi thì sát muối vào chỗ kín rồi thì à, quay clip live stream này kia có nhiều người lựa chọn cách như vậy có những người thì cũng không làm gì cả dằn vặt bản thân mình Ở tại sao mình đẹp như thế tại sao mình tốt như thế mà anh ấy vẫn đi ngoại tình À, rồi thì bị stress trầm cảm à, có người thì ôi gì mặc kệ đàn ông nào chả thế à, có người thì lại đến xem là à, người mà chồng mình ngoại tình à, có đẹp bằng mình không à, tại sao chồng mình lại đi ngoại tình với cô ta à, có người thì à, khóc lóc bù lu bù loa có người thì à, cắt máu à, có người thì à, làm um lên đến cơ quan viết đơn tố cáo chồng hoặc ngược lại tố cáo vợ vân vân bởi vì cái chuyện này thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người mỗi quyết định khác nhau biết tới cũng không dám nói điều gì thế thì biết tới chỉ nói thế này này nếu vợ hoặc chồng của mình đã ngoại tình thì đầu tiên là mình căn cứ vào những cái dấu hiệu ngoại tình đã có cộng với các cái giải pháp để mình à, tìm hiểu và đánh giá cái vụ việc này là đúng hay là sai có thể là ranh giới giữa cái chuyện là chưa ngoại tình và đã ngoại tình rồi thì nó cũng mong manh Thế nên việc đầu tiên là chúng ta phải xác định rằng là chúng ta à, có ngoại tình hay không bằng cách là chúng ta sẽ xác thực có thể là thuê thám tử theo dõi có thể là đọc các tin nhắn qua điện thoại qua cuộc gọi qua facebook qua zalo qua email cũng có thể là nói chuyện thẳng thắn với uh, chồng của mình hoặc vợ của mình cũng có thể nói chuyện thẳng thắn với người tình của vợ hoặc chồng của mình đấy tóm lại là cũng có thể có người thì lựa chọn phương pháp bắt quả tang cho nó dễ đúng không nhưng sau khi thì mình đã biết rồi thì bây giờ mình phải làm gì đấy mới là điều quan trọng đấy thì X cho rằng là bạn phải trả lời câu hỏi là bạn muốn gì liệu cái cuộc Hôn nhân này có còn thuốc chữa hay không Bạn có muốn tiếp tục hay không à, Thực ra thì tôi nói thật là, là Rất nhiều người là đi đánh ghen Xé quần xé áo à, Cái người mà ngoại tình với chồng hoặc vợ mình à, Sau đó thì Cũng hả hê Nhưng rồi chuyện nó cũng chẳng đi đến đâu à, Cũng có người thì trả thù âm thầm Thế này thế khác à, Thế thì tôi muốn trả lời Các bạn phải trả lời được câu hỏi là Các bạn muốn gì liệu các bạn có mong muốn cuộc hôn nhân này nữa hay không các bạn có còn thuốc chữa cho cái cuộc hôn nhân này hay không sau đó các bạn đưa ra các cái vấn đề để các bạn đánh giá và các bạn lựa chọn các giải pháp phù hợp với tính cách của mình làm sao giải pháp có lợi nhất cho bản thân mình à, ví dụ có những người lựa chọn là âm thầm nhẹ nhàng à, củng cố chứng cứ rồi thì thu vén tài chính À, đẩy một phát ra ngoài đường luôn Thế là mình vừa hả hê Mình vừa có tiền, mình vừa có con Có những người thì cũng bà cũng chẳng cần gì cả Bà nổi cơm tam bành Nên thế là bà đánh, bà chửi, bà chém, bà giết Các kiểu à, Thế có những người thì à, Cũng lại để cho anh chồng Chết điêu đứng luôn, đúng không Đâm đơn ra tòa, đâm đơn lên cơ quan à, Tố cáo này, tố cáo kia Rồi thì báo chí dùm be Vân vân Đấy tất cả những điều đấy các bạn làm gì thì làm nhưng các bạn phải chuẩn bị về mặt tâm lý chuẩn bị về mặt kết quả đón nhận nó chuẩn bị về tiền bạc và đặc biệt là chúng ta phải lưu ý về vấn đề pháp lý bởi vì có rất nhiều việc các bạn làm có thể sẽ xảy ra cái tình trạng là các bạn vi phạm pháp luật chứ không phải đùa đâu nên là đôi khi các bạn làm không cẩn thận là các bạn sẽ bị um, vi phạm pháp luật là như vậy là rất nguy hiểm các bạn nhé đó tôi nên khuyên các bạn làm gì thì làm các bạn phải trả lời cho câu hỏi mục đích là gì mong muốn là gì động cơ là gì cách thức là gì Đấy. sau đó các bạn phải chuẩn bị tâm lý chuẩn bị phương án chuẩn bị cả tiền bạc để mình nếu mà mình tiếp tục cuộc hôn nhân thì mình sẽ phải có biện pháp nếu mình không tiếp tục cuộc hôn nhân mình cũng phải có biện pháp Đấy. mình cũng phải chuẩn bị các tâm lý để tránh bị sốc rồi thì À, sau này sau ly hôn thì cũng có nhiều vấn đề nuôi dạy con cái à, rồi khó khăn trong kinh tế mình phải xác định hết cái đấy mình xác định trước đúng không và sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng cái giải pháp phù hợp với mình và Mr. X thì xin được nói rằng là Mr. X sẽ tôn trọng tất cả các quyết định của các anh chị và các bạn à, mỗi người sẽ có một cái quyết định khác nhau à, dù đúng hay dù sai thì đó cũng là các quyết định của chính mình Mr. X sẽ rất tôn trọng nhưng nếu các anh chị và các bạn nghe lời khuyên của Mr. X thì hãy nhớ là trả lời cho câu hỏi là chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn chồng hoặc vợ của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta muốn cô bồ của vợ hoặc chồng của chúng ta sẽ như thế nào? Nếu như kết quả là gì? Một là để cho vợ hoặc chồng mình quay lại thì cách ứng xử sẽ khác. Nếu như để cho cô vợ hoặc chồng của mình khuyên gian cô bồ thì lại cách ứng xử sẽ khác nếu như mình muốn là à, người tình của vợ hoặc chồng của mình tự ý rút lui thì cũng lại có một cách khác nếu như mà mình muốn là chuyện này nó à, tan nát nó muốn thế nào đến đến đâu đến bung bét được thì lại cách ứng xử lại khác đấy có vô vàn cách và không ai nói rằng cách nào hay cách nào dở cả tính chỉ mong muốn các anh chị và các bạn không vi phạm pháp luật, không bị tổn thương về tâm lý, không bị tổn thương về mặt hình ảnh, không bị tổn thương về mặt sức khỏe và đặc biệt là phải bảo vệ con cái. À, không phải vì con cái mà chúng ta sẽ chung sống với người vợ hoặc người chồng của mình ngoại tình, cũng chẳng phải vì con cái hay vì xấu tràng hổ ai gì cả. Tất cả đều phải trả lời cho câu hỏi là bạn muốn gì, à, bạn sẽ có giải pháp như thế nào và đặc biệt là phải biết bảo vệ con cái mình phải biết bảo vệ vợ hoặc chồng của mình, bảo vệ bản thân mình, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ danh tiếng của mình và phải tôn trọng pháp luật, tránh việc chúng ta à, rơi vào cái trạng thái là chúng ta vi phạm pháp luật thì chúng ta còn mất hết, đúng không? Ok, thì hy vọng là Mr X sẽ được chia sẻ được trao đổi với các anh chị và các bạn nếu mà các anh chị và các bạn có trao đổi nào thì cứ liên hệ với địa chỉ email của Mr X nhá. À, qua địa chỉ email hotmail com xin nhắc lại mister x việt nam a hotmail com xin cảm ơn